Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật lại xin chào toàn thể các bác yêu âm thanh ca hát trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em Thắng lại về được một bộ cấu hình đến đều đến xuất xứ từ Nhật cả. Em về một bộ combo gồm một con đầu CD và một con đầu giải mã. Thì em về với tình trạng hàng eo bay vẫn còn nguyên cả thùng xốp. Sổ sách vẫn còn nguyên. Con đầu CD cung phây này có model nhà DB80 và con giải mã ở bên dưới, bộ này bộ combo nhé các bác nhé, con giải mã ở bên dưới nhà DC81, còn con đầu nhà có model nhà DB80. Em về thì vẫn còn mới đến hơn 90%, hàng này là hàng demo của Nhật. Và ở dưới thì em cũng về được một con âm ly cũng đến từ Nhật. Con âm ly này, con âm ly Akumfei E305V. Em về thì tất cả đều nhà mặt nhôm phây màu gold, còn đẹp xuất sắc. Đây một bộ cấu hình này em cũng giới thiệu qua cho các bác nhìn. Và bộ cấu hình này thì còn mới đến hơn 90%. Đây em về thì vẫn còn cả thùng hộp hàng nghe bay. Và sau đây thì em cũng đọc kích thước của bộ combo, cái cấu hình của bộ combo cấu hình chạy đĩa CD Akumfei này. Con đầu CD Akumfei thì em nó chạy đa cầu điện, điện 100V, 120V, 220V và 240V. Hàng này hàng xuất sang thị trường châu Âu, con nên chạy đa cầu điện. Thì em về nhà hàng hàng demo cực kỳ nhà đẹp. Và hai bên thì sử dụng đều là hồi gỗ phủ bóng Vialo. Em về thì còn nguyên thùng hộp và sách vở cũng còn nguyên. Các sổ quyển sổ hướng dẫn cũng còn nguyên và hai hồi gỗ Vialo thì cũng còn đẹp như mới. Và một con âm ly cũng như vậy, con âm ly thì khiển là vẫn còn khiển zin. Sử dụng hai hồi gỗ phủ bóng Vialo. Nói chung là bộ cấu hình này mà các bác thì chơi cực kỳ đẳng cấp để nghe nhạc thì cực kỳ là đẳng cấp, và em cũng giới thiệu qua để các bác nắm bắt được. Em về thì vẫn còn mới hơn 90%. Con đầu CD Akumfei BADB80 hệ thống lọc sử dụng la sa bán dẫn và có kích thước là rộng 64 và cao là 15 phân, sâu là 37 phân. Đấy, báo cáo các bác để các bác bày biện trong kệ trong gia đình nhà các bác, và nặng lên đến 15 kg và sử dụng đa cầu điện. Đấy. Và con giải mã ở dưới, con giải mã Akumfei này DC81 giải mã 16 bit và độ nhạy thì lên đến 100 dB đấy. Có kích thước rộng là 47 phân và cao là 13 phân. Nặng lên đến 15,5 kg là con giải mã. Và sử dụng đa cầu điện. Em về thì còn tình trạng còn cực kỳ nhà đẹp. Đẹp hơn 90%, tất cả còn nguyên sổ sách các ta lô. Em về là hàng eBay. Và em cũng đương ghép vào với một đôi loa của xuất xứ từ Mỹ. Đôi này là đôi JBL L100 Century. Và mỗi một thân thùng của em nó cũng mang trên mình một con bát 30 màng giấy gân vải lụa cẩm dầu và một con chung và một con tép đôm. Đôi loa này thì không nói thì các bạn cũng biết. Hàng này nhất là hot. Và em về thì còn tình trạng còn rất là đẹp. Em đưa ghép vào một bộ cấu hình như thế này để các bác ngắm và các bác tham khảo.
Sau đây em cũng quay về đằng sau hậu sau. Điện AC 100V, con này chạy đa cầu điện các bác nhé, xuất châu Âu. Và bộ combo này thì cực kỳ nhà đẳng cấp. Các bác nghe thì các bác nghe nhạc CD thì cực kỳ đẳng cấp luôn đấy. Giới thiệu các bác đây, đường optical 1, optical 2, đường côn xoan này. Và đặc thù của con giải mã này có một đường, có đường 35 và có hai đường LCA ra. Các bác ghép vào hai con âm ly, các bác cắm vào hai đường này, các bác bật đường nào các bác nghe cũng được. Dây nguồn zin. Đây, con âm ly Akumfei E375V cũng vậy. Em về thì còn cực kỳ là mới đến hơn 90%. Con âm ly Akumfei E375V này thì em nó cũng chạy điện 100V và độ nhạy từ 50Hz đến 60Hz và có 310W. Và có hai cầu loa, cầu A, cầu B và A cộng B đấy. Và đầy đủ các cổng ăn chơi, đường AD nhà đường các bác đường follow đấy, các bác cắm đĩa than là các bác chạy. Và có hai đường 35. Và lin 1, lin 2, lin 3. Đấy, các bác đường jack đầy niếp đầy đủ cổng ăn chơi cho các bác. Cái con âm ly thì vẫn còn mới đến hơn 90% và bộ cấu hình combo của sử dụng đĩa CD này cũng như vậy. Gồm một con đầu, một con giải mã. Đấy, các bác nào mà yêu em nó thì cứ gọi điện thẳng trực tiếp cho em Thắng. Mà trước em nó về thì chơi hay bày đẹp và chất âm bảo đảm với các bác là chất âm cực kỳ hay, mà giá tiền cực kỳ là phải chăng. Các bác bỏ đồng tiền cũng đáng đồng tiền chơi. Em về thì vẫn còn nguyên cả thùng xốp. Và sau đây thì em cũng giới thiệu luôn các bác địa chỉ của em ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại là 0904393488. Và số điện thoại của em thường thường thì em hay ghi ở trên tiêu đề ở trên kênh của em đấy. Và các bác nào có nhu cầu thì cứ gọi điện trực tiếp cho em, có giá cực kỳ là tốt. Mở hàng em bao zin bao xịn cho các bác, không một vết lông mèo. Và sau đây thì em cũng kết thúc cái video ở đây. Các bác xem được video của em Thắng thì cứ nhấn trực tiếp cứ ủng hộ cho em Thắng, nhấn cho em một nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những cái món đồ em lại quay lên em giới thiệu với các bác. Em cũng xin chào các bác.